Việc luyện tập thể lực thường xuyên trong môn cầu lông là vô cùng quan trọng và mang lại nhiều lợi ích, giúp bạn nâng cao trình độ và tận hưởng trọn vẹn niềm vui khi chơi. Dưới đây là một số lý do chính. Tăng cường sức bền, cầu lông là môn thể thao đòi hỏi sự di chuyển liên tục, nhảy, chạy và các động tác nhanh nhẹn. Việc luyện tập thể lực giúp tăng cường sức bền cơ bắp, tim phổi, giúp bạn duy trì được cường độ cao trong suốt trận đấu mà không bị mệt mỏi. Nâng cao tốc độ và sự nhanh nhẹn, các bài tập thể lực như chạy, nhảy, bật nhảy giúp cải thiện tốc độ, sự nhanh nhẹn và khả năng phản xạ, giúp bạn dễ dàng di chuyển để bắt kịp những quả cầu khó và thực hiện những cú đánh chính xác. Tăng cường sức mạnh cơ bắp, cầu lông đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều nhóm cơ. Việc tập luyện thể lực giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp, đặc biệt là ở chân, tay, vai, giúp bạn thực hiện những cú đánh mạnh mẽ và ổn định hơn. Cải thiện sự dẻo dai, các bài tập kéo giãn, xoay người giúp tăng cường sự dẻo dai, linh hoạt, giúp bạn thực hiện các động tác khó một cách dễ dàng và giảm thiểu nguy cơ chấn thương. Nâng cao khả năng phối hợp, cầu lông đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa mắt, tay và chân. Việc luyện tập thể lực giúp cải thiện khả năng phối hợp, giúp bạn phản ứng nhanh hơn và thực hiện các động tác chính xác hơn. Giảm thiểu nguy cơ chấn thương, một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai sẽ giúp bạn giảm thiểu nguy cơ mắc các chấn thương thường gặp trong quá trình chơi cầu lông như bong gân, chuột rút, đau lưng. Lưu ý, khởi động kỹ trước khi tập, khởi động kỹ giúp làm ấm cơ thể, giảm thiểu nguy cơ chấn thương. Tập luyện đều đặn, nên tập luyện đều đặn ít nhất 3 đến 4 lần tuần để đạt hiệu quả tốt nhất. Nghe theo hướng dẫn của chuyên gia, nếu bạn là người mới bắt đầu, nên tham khảo ý kiến của huấn luyện viên hoặc chuyên gia thể thao để có chế độ tập luyện phù hợp. Tóm lại, việc luyện tập thể lực thường xuyên là yếu tố quan trọng để nâng cao trình độ chơi cầu lông. Hãy kiên trì tập luyện để có một sức khỏe tốt và đạt được những thành tích cao trong môn thể thao này.